Sáng nay, Đoàn Giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 làm việc với Bộ Công Thương. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, trưởng đoàn giám sát, chủ trì buổi làm việc. Theo các đại biểu trong đoàn giám sát, Bộ Công Thương chậm trễ tham mưu các văn bản thể chế hóa chủ trương của Đảng về thu hút vốn ngoài nhà nước cho hệ thống truyền tải điện quốc gia, dẫn đến hạ tầng phát triển năng lượng rất khó khăn. Bộ cần làm rõ những nguyên nhân gây chậm trễ và trách nhiệm của bộ, các tổ chức, cá nhân có liên quan. Về vấn đề khủng hoảng xăng dầu, thiếu điện thời gian vừa qua, nhiều ý kiến cho rằng dù bộ đã xử lý nhưng bộ cần chịu trách nhiệm khi tính dự báo còn hạn chế, trách nhiệm quản lý nhà nước còn bị động. Giải trình các ý kiến của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng chậm triển khai phát triển hạ tầng trong lĩnh vực nhập khẩu than, dầu, dầu khí là do các tập đoàn kinh tế nhà nước, các doanh nghiệp tư nhân chậm triển khai các dự án đầu tư. Bộ trưởng cũng nhận trách nhiệm là chưa kịp thời thanh tra kiểm tra và đưa ra chế tài xử lý. Để khắc phục vấn đề này, Bộ đã trình với Chính phủ thông qua quy hoạch điện 8, quy hoạch hạ tầng xăng dầu khí đốt quốc gia và quy hoạch về khai thác chế biến khoáng sản. Liên quan đến cơ chế giá truyền tải điện hiện bất hợp lý, Bộ đã báo cáo Chính phủ nhưng cần phải sửa luật điện lực mới gỡ vướng về vấn đề này. Bộ trưởng cũng nhận trách nhiệm về công tác thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên trong áp dụng giá bán lẻ điện. Vấn đề này cũng sẽ được sửa đổi khi sửa luật. Đối với vấn đề về giá fix và cơ chế cho các dự án năng lượng tái tạo, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng cơ chế khuyến khích thì có thời hạn, hiện không còn vướng mắc gì, nhưng mới chỉ có 66 trên 85 chủ đầu tư nộp hồ sơ cho EVN. Liên quan đến câu hỏi đại biểu nêu có cần thiết ban hành luật năng lượng tái tạo hay không, Bộ sẽ tiếp thu và nghiên cứu trình Chính phủ theo hai hướng là sửa luật, có một chương về năng lượng tái tạo trong luật điện lực hoặc làm riêng một luật về vấn đề này.